Xin chào mọi người đang xem video, tôi là Tuấn Phong Thủy. Trong những ngày qua thì tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía khách hàng của mình, có hỏi tôi rằng là làm thế nào để có thể tìm được cái sim phong thủy hợp với lại chính cái người sử dụng, hay là còn gọi là phù hợp với lại chủ sim. Thì trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn, thực ra là chúng ta muốn tìm một sim để phù hợp với người sử dụng ấy, nó là một cái vấn đề rất là khó chứ không phải đơn giản, chứ không phải là chúng ta ra ngân hàng mà chúng ta nói tìm cho họ em một cái sim hợp với mệnh của em, và sau đó họ cứ tra cái bảng mệnh này, ví dụ như là em bệnh gì, họ hỏi em bệnh gì, em bệnh mộc thì em nên dùng cái sim là có ngũ hành hành thủy, hoặc là em là bệnh hỏa thì em nên dùng cái sim có ngũ hành là hành mộc, thì không phải như vậy. Đó là một trong những tiêu chí rất là nhỏ, không phản ánh lên được cái điều gì, và nó không phải là những cái tiêu chí chủ chốt, những cái tiêu chí quan trọng trong ấy chúng ta áp dụng để tìm cái sim phong thủy. Để có thể tìm một cái sim phong thủy hợp với một người dùng, tôi muốn nhấn mạnh các bạn một điều rằng đó là một cái vấn đề rất là khó. Thì trong video hôm nay ấy, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn, thực ra để tìm một cái sim mà hợp với lại người dùng, nó cần xét trên rất là nhiều những cái tiêu chí khác nhau về âm dương ngũ hành này, về cái tính chẵn này, cái số này phù hợp với lại những năm sinh này của người dùng này, về ngũ hành của người dùng này, và ngoài ra còn phải sử dụng những kiến thức liên quan đến bộ môn thần số học, những kiến thức liên quan đến phong thủy, những kiến thức liên quan đến quẻ kinh sinh. Thì trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về một trong những cái tiêu chí chính để chúng ta áp dụng khi chúng ta tìm một cái sim. Các bạn hãy lưu ý nhé, tức là khi mà chúng ta tìm một cái sim ấy mà để hợp với lại một người dùng ấy, thì nếu như chúng ta may mắn tìm được cái sim mà nó hợp với người dùng, thì cái khi mà chúng ta dùng xong ấy, thì cái công việc của chúng ta có sự thay đổi rất là nhanh, theo từng ngày luôn, nếu như bạn tìm được một cái sim hợp với chính bạn. Đấy, thì để tìm một cái sim hợp với chính bạn ấy, thì điều đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm yếu tố ngũ hành, tức là chúng ta sẽ tính cái ngũ hành của dãy số sim. Ví dụ là nó sẽ tính là ngũ hành dãy số, nó sẽ ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau đó chúng ta phải so sánh cái ngũ hành đó với cái mệnh quái của cái người chủ sim. Các bạn lưu ý những cái mệnh quái hiện nay là rất là nhiều người họ không phân biệt được cái mệnh niên và cái mệnh quái, dẫn đến vấn đề là nhầm lẫn linh tinh hết cả. Mệnh niên là mệnh năm sinh, còn mệnh quái là mệnh mà chúng ta dùng để chúng ta ví dụ xây nhà xây cửa này, hoặc là tìm sim số này, thì chúng ta cần phải xét trên góc độ mệnh quái. Bởi vì mệnh quái là mệnh mà chúng ta, mỗi con người chúng ta sinh trên cuộc đời này, chúng ta đều chịu với sự chi phối của bát quái, quy luật của bát quái trong cái vũ trụ này nhá. Đấy, vì vậy mà khi mà tìm sim ấy, thì bắt buộc phải tìm theo cái mệnh quái của người chủ sim, chứ không phải những cái năm sinh đâu, mọi người cần phải lưu ý nhá. Đấy, mệnh quái nó sẽ có càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoài. Càn kim này, khảm thủy, cấn thổ, chấn mộc, tốn là mộc, ly là hỏa, khôn là thổ, đoài là kim. Đấy, thì chúng ta phải xét trên cái ngũ hành của mệnh quái để chúng ta tìm ra một cái sim. Cái ngũ hành của sim nó phải tương sinh, hoặc là nó phải tỷ hòa, nó phải đồng hành với lại cái mệnh của người chủ sim thì nó mới tốt. Chứ nó nếu mà cái ngũ hành của sim nó mà khắc với lại cái mệnh của chủ sim, thì khi chúng ta dùng cái sim đó nó sẽ trục trặc. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải xét một yếu tố rất là quan trọng, đó là yếu tố về cái tượng quẻ tốt trong môn kinh dịch. Thực ra đây là cái kiến thức, cái học tập về chuyên môn thì chia sẻ thì có thể là mọi người nghe nó khó hiểu, nhưng mọi người có thể hiểu đơn giản cách như này. Có nghĩa là trong quẻ kinh dịch, 64 quẻ kinh dịch để luận đoán về mọi thứ xung quanh cái thế giới này, xung quanh vũ trụ này cực kỳ là chính xác và ứng nghiệm, thì chúng ta phải tìm ra được cái, tức là cái sim của chúng ta ấy, nó sẽ lập ra được cái một quẻ kinh dịch, thì chúng ta phải tìm ra là cái dãy số nào nó lập được cái tượng quẻ tốt trong kinh dịch thì nó mới tốt cho cái người dùng chủ sim. Đấy, các bạn chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là phải tìm ra được một tượng quẻ tốt, mà tượng quẻ tốt này được tạo bởi cái dãy số của cái sim đó thì nó mới tốt cho cái người dùng. Đấy, nó mới thuận lợi cho cái người dùng. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, tiếp theo đó là chúng ta cần phải áp dụng thêm cái kiến thức nữa, đó là kiến thức liên quan đến thần số học. Thực ra đây là một trong những kiến thức mới mà tôi cũng đã nghiệm trong những thời gian vừa qua và rất là ứng nghiệm. Đấy, trước kia thì cái kiến thức này, cái tiêu chí này thì tôi chưa đưa vào trong quá trình để tìm một cái sim phong thủy cho khách. Thì những kiến thức liên quan đến thần số học, ví dụ như là các cặp số kết hợp với nhau, nó sẽ ra từ trường tốt hay xấu, và đặc biệt là liên quan đến những cái con số ở cuối dãy số, đặc biệt là ba số cuối, thì chúng ta phải tìm ra là những cái con số đó nó kết hợp với nhau, nó phải ra cái cặp du niên tốt, ví dụ như là thiên y, sinh khí, phúc đức, phục vị, tránh những cặp du niên xấu như là tuyệt mệnh, họa hại, rồi thì lục sát, đúng không ạ?
Đấy, thì những cái tiêu chí xấu như vậy chúng ta cần phải tránh. Thì trên đây tôi muốn chia sẻ qua với bạn về những cái tiêu chí chính nhé. Đây là những tiêu chí chính để chúng ta cần lưu ý khi chọn một cái CV phong thủy hợp với lại một người. Và đây là một trong những cái mà rất là khó đối với bạn. Nếu mà bạn không kiến thức học thuật về phong thủy, không có kiến thức học thuật về kinh dịch thì để mà chọn cái CV hợp với bạn thì nó tương đối là khó. Đấy, tương đối là khó. Và các bạn cần phải lưu ý là tránh cái trường hợp chúng ta cứ ra ngoài hàng mà nói với cái ông bán sim chẳng hạn là tìm cho một cái sim phong thủy hợp với tôi, thì họ không kiến thức thì họ rất là khó để tìm cho các bạn một cái sim để hợp với bạn. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu như bạn có bất kỳ những cái thắc mắc này, bất kỳ những câu hỏi gì mà trong việc tìm sim phong thủy cũng như là làm thế nào để tìm được cái sim hợp với bản mệnh của bạn để phù trợ cho công việc kinh doanh của bạn được thuận lợi hơn, được hanh thông hơn, thì các bạn hãy comment dưới video này, tôi sẽ làm những video tiếp theo để trả lời những cái thắc mắc của bạn chưa hiểu về vấn đề này. Và những kiến thức liên quan lĩnh vực mà chuyên sâu ấy, thì tôi sẽ dành nhiều thời gian, dành nhiều những video để trả lời cho bạn hiểu rõ vấn đề này hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu bạn thấy video này hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất với những công việc của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.